Vừa rồi thì chúng ta đã làm xong một thí nghiệm nhỏ đúng không? Và để minh họa cho phần thí nghiệm đó, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần một lớn lý thuyết. Một nhỏ, khí thực và khí lý tưởng. Các chất khí thực mà chúng ta gặp ở ngoài này thì nó chỉ tuân theo gần đúng các định luật đã được học, bao gồm định luật Boyle-Mariotte và định luật Shanley. Gần đúng thôi chứ không đúng. Và giá trị của tích T nhân V cũng như thương của P trên T thì thay đổi theo bản chất, nhiệt độ và áp suất của chất khí. Đơn giản nhất là cái thí nghiệm vừa rồi mà thầy cho các bạn nhìn. Quả bóng bàn bị xẹp, nhưng khi cho vào nhiệt độ sôi, nước sôi thì nó phồng lên, bao gồm nhiệt độ thay đổi, áp suất thay đổi và thể tích cũng thay đổi. Đó. Còn chỉ có khí lý tưởng mà chỉ có khí lý tưởng là tuân theo đúng các định luật về các chất khí đã được học. Nhớ nhá, chỉ có khí lý tưởng là tuân theo đúng thôi. Được chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ bước sang mục 2 nhỏ. Chúng ta sẽ nghiên cứu cái phương trình trạng thái khí lý tưởng để giải quyết cái điều mà chúng ta đang băn khoăn này. Được không nhỉ? Đó. Thầy xét một lượng khí chuyển từ trạng thái 1, trạng thái thầy viết tắt TT đến trạng thái 2 như sau. Đây. Trạng thái 1 bao gồm có các yếu tố áp suất P1, thể tích V1 và nhiệt độ tuyệt đối T1. Biến đổi sang trạng thái thứ 2 có áp suất P2, thể tích V2 và nhiệt độ tuyệt đối T2. Đi qua một cái trạng thái trung gian có áp suất là P phẩy, thể tích là V phẩy và trung gian là T phẩy ở đây, đúng không nhỉ? Rồi, các bạn cùng nhìn đây ạ. Ở đây, trạng thái số 1, các em nhìn đây ạ. Trạng thái số 1 là P1, V1 và T1 đây. Nó đi đến trạng thái số 2 là ở trạng thái trung gian này, là trạng thái 1 phẩy, có áp suất là P phẩy, nhưng mà thể tích vẫn là V2 và nhiệt độ nó là T1. Đó, đúng không ạ? Nhiệt độ này là T1. Đến trạng thái thứ hai đây. Thì chúng ta nhìn đây ạ. Từ trạng thái số 1 trên hình vẽ của thầy đến trạng thái 1 phẩy, 1 đến 1 phẩy thì áp suất của nó là từ P1 giảm về P phẩy. Lúc đó thể tích tăng từ V1 đến V2. Vậy thì áp suất và thể tích cùng thay đổi. Đây là quá trình đẳng nhiệt. Quá trình đẳng nhiệt này cho ta được cái P1 V1 bằng P phẩy V2. Thì rút ra được P phẩy bằng P1 V1 chia V2. Thì gọi đây là phương trình số 1. Từ trạng thái 1 phẩy tới trạng thái số 2, đây là đường thẳng đứng song song với trục OP. Đây chính là quá trình đẳng áp, đúng không nhỉ? Song song với trục OP, V không đổi thì xin lỗi nhé. Song song với trục OP.